Cái ghế này có chắc không mọi người nhỉ? Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn luôn luôn theo dõi cũng như là mua hàng ủng hộ mình. Thì như hứa với các bạn là 7 giờ tối chủ nhật hàng tuần mình sẽ làm cái video gọi là trả lời các cái bình luận của mọi người. Và không để mọi người đợi nữa, hôm nay mình trả lời nhiều, thế cho nên là mình sẽ vào việc luôn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ trả lời bình luận của bạn là cuộc sống của tôi. Bạn bình luận như thế này: anh làm cái bàn, cái ghế ngồi cho nó chuyên nghiệp anh à, cảm nhận. Ok em, anh rất là cảm ơn em quan tâm đến anh. Nhưng mà anh ở Hà Nội em ạ, anh mới lên Hà Nội làm được gần 5 năm. Và Hà Nội thì em biết rồi đấy, đất chật và người đông. Được một chỗ bán hàng như anh thế này, anh đã là cảm thấy một điều cực kỳ tuyệt vời rồi. Hiện đây show cho mọi người xem luôn. Rất là chật chội. Buổi tối khi mình dọn hàng vào nhá, thì gần như là đi trên điện thoại luôn, bước qua điện thoại luôn. Mà dẫu sao anh cũng sẽ cảm ơn em và anh sẽ cố gắng một ngày nào đó anh sẽ có phòng livestream, một phòng thật sự là hoành tráng để làm cái video cho nó chuyên nghiệp hơn nhá. Ok, đầu tiên thì cảm ơn em. Ok, và bây giờ mình sẽ trả lời bạn thứ hai là cọc thẻ điện thoại được không vậy? Tức là cái bạn là Sô Thị Hiền, tức là bạn ấy muốn mua hàng bên mình mà bạn không có tài khoản, bạn cọc, bạn muốn cọc bằng thẻ cào thì bên mình có nhận cọc bằng thẻ cào nhé, có được nhé. Ok, tiếp theo là bạn Thanh Hùng, máy nóc có được tặng sim ghép không? Thì ok, trước là mình không tặng sim ghép, nhưng bắt đầu từ clip này thì các bạn mua máy lóc bên mình sẽ tặng cho bạn một cái sim ghép. Và các bạn mua về các bạn tự ghép lấy nhá, nhưng các bạn tự ghép. Ok, tiếp theo là đến bạn Đạo Nguyễn, máy lốc đã được fix quốc tế chưa anh? Máy lốc thì đợt này không fix được quốc tế nhá. Nếu fix được quốc tế thì sẽ không có giá rẻ đến như vậy. Ví dụ như một con 11 Pro Max, máy đẹp bây giờ đang có giá là dao động nhá, 12.500.000. Máy lốc bán có 8.9 triệu, gọi là 9 triệu đi. Máy đẹp, nếu mà fix được lên quốc tế thì nó phải là 10 triệu nhá. Đấy, cho nên là bây giờ em phải dùng sim ghép. Thế cho nên nó mới có giá rẻ như vậy nhá. Ok, tiếp theo đến cháu Minh Nguyễn. Cháu Minh Nguyễn là cháu là sinh viên mồ côi bố mẹ nên cháu phải tự đi làm thêm buổi tối để tự lo ăn học. Cháu theo dõi kênh YouTube của chú Nâu, không bỏ sót video nào. Cháu cố gắng bớt ăn hà tiện để mua điện thoại hay iPad hay đồng hồ để ủng hộ chú vì biết chú uy tín, mong chú phản hồi sớm. Ok, nếu mà đây là sự thật thì cháu mua hàng bên chú yên tâm, máy của cháu chú sẽ không tính lại, chú bán gốc cho cháu nhé. Và con nào ngon chú sẽ tư vấn cho cháu. Nhưng mà cháu ạ, nếu cháu là mồ côi bố mẹ thật, cháu cố gắng thật, thì theo chú cháu nên mua con máy vừa tiền đủ nhu cầu mình thôi, bởi vì cháu còn rất là nhiều thứ phải lo nhé. Ok, cháu Minh Nguyễn như vậy nhá. Ok, đến bạn là Nguyễn Thủy. Mình rất thích cây 8G thay vỏ. Bạn có bảo hành như bình thường không? Và chất lượng bạn có đảm bảo không? Rất mong nhận được câu trả lời của bạn. Thì bạn là Nguyễn Thủy này nhá. Tất cả cái lô 8G mình nhập về ấy, thì mình nhập một lô, ví dụ 50 cây. Có cây đẹp, cây xấu. Cây đẹp thì mình để ra mình bán. Còn cây hơi xấu một tí mình cũng giữ lại để mình bán. Còn cái là vỏ xấu hẳn thì mình sẽ mua vỏ về mình thay, mình bán cho mọi người. Và mình vẫn cam kết cho các bạn là màn zin, men zin, nói chung là trừ vỏ và trừ quả pin, pin kém mình sẽ thay nhé. Còn lại là zin tất và phun chức năng. Và tất nhiên bên mình vẫn bảo hành cho mọi người 3 tháng như bình thường, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Và cái vỏ nhé, cái vỏ mình nhập ấy, thì vỏ thật sự rất là đẹp, như vỏ zin luôn, 1910, người dùng khó biết nhé. Ok, tiếp theo là một bạn là Tân Phúc. Em mới đi làm lương 5 triệu, muốn mua trả góp 12 Pro Max. Anh có hỗ trợ trả góp không? Thứ nhất là bên anh không bán trả góp. Cái thứ hai mình đã tư vấn mọi người nhiều lần rồi, đừng nên mua trả góp, đừng nên dễ dãi với bản thân mình. Cái thứ ba nữa, em làm 5 triệu một tháng em mua một con 12 Pro Max. Một con 12 Pro Max bây giờ nó dao động 18 triệu. Thì chi của em phải làm 4 tháng. 5 triệu của em đấy này, không biết em làm này là tính trừ tiền ăn, tiền ở chưa, tiền uống nước uống neo chưa,
thì em không biết được. Nhưng mà như thế em phải bỏ ra 4 tháng em mua được một con 12 Pro Max. Em mua trả góp thì khi em làm được 4 tháng thì em bỏ ra 5 triệu. 3 tháng sau em giả hết. Thì cái lúc 3 tháng sau ấy, con 12 Pro Max chỉ còn với giá là 15 triệu thôi. Thế cho nên em khuyên em đừng đến mua. Với giá nước 5 triệu của em thì em mua con XS cho anh. Còn từ tiền đâu tiết kiệm để làm việc lớn. Ví dụ như học một cái nghề mình mở cửa hàng hoặc đi kinh doanh em hiểu không? Đấy, hoặc để ví dụ bố mẹ cần tiền mình lo. Chứ đừng nâng 5 triệu mua 12 Pro Max. Mày là em của anh là anh đánh nhá. Ok. Tiếp theo là bạn Vũ Phương. Ok, bạn này, ông này bán hàng hợp lý. Giá thật, người thật. Ok, thank you Vũ Phương nhá. Tiếp theo là em chuẩn bị vào đại học, anh tư vấn xem nên mua cây gì. Em dùng iPhone, kinh tế xin bố mẹ được dao động 15 triệu. Thì thứ nhất là nếu mà gia đình em có điều kiện thì xin bố mẹ được 15 triệu chuyện bình thường. Thì theo anh là em đợi thêm một chút xíu nữa. Em mua 12 Pro Max nhá. Là em mua được 12 Pro Max khoảng đôi tháng nữa. Đôi tháng em mua được 12 Pro Max 15 triệu. Ok. Còn bây giờ thì vẫn mua được nhưng mà nó không được ok lắm. Còn nếu mà bố mẹ em mà kinh tế eo hẹp ấy, mà đặt chỉ tiêu em thi đại học cho em 15 triệu mua máy thì theo anh em cũng đừng nên mua. Dùng không hết chức năng đâu mà. Quan trọng vẫn là giải quyết khâu oai thôi nhá. Mà sinh viên thì oai cái gì? Chắc lấy lê với gái thôi. Chủ yếu là muốn anh lấy gái thôi đúng không? Ok. Mình sẽ trả lời mấy cái comment này vào cùng một chỗ nhá. Bạn Ngọc Anh comment là iPhone 13 mà 17.800.000 khảo giá à. Và một bạn là top 1 Grab iPhone 13 128GB đập hộp giờ mới 18.900.000. Thì đầu tiên mình trả lời bạn là Ngọc Anh này. Mình trả lời bạn là top này trước đi. Thì hôm trước mình có đăng con iPhone 13, mình bán giá là 17.800.000 là 256GB nhá. Không phải là 128, 128 là 18.900.000. Nhưng mà 260GB là 20.900.000 đấy. Tức là gọi là 21 triệu nhá. Cho nên bạn là nên nghe kỹ thì bạn hãy comment nhá. Cái thứ hai là bạn Ngọc Anh. Bạn bảo rằng là iPhone 13 mà 17.800.000 ảo giá à? Thật sự là mình không hề ảo giá, chỉ có bạn mới ảo. Vì sao mình phân tích này nhá. Cái em này em mua trong Thế Giới Di Động 3 tiếng em mang đến nhà mình bán. Và em biết rằng là để bán được giá, em để nguyên hộp, không khui nhá. Không ách tít, không khui. Thế đến nhà mình, tay nhà mình khui nhá. Và mình cũng chưa ách tít. Tức là ai mua máy bên nhà mình thì lúc nặng được bảo hành 1 năm. Vì nó chưa ách tít đúng không? Và khi đó thì có một anh thợ, anh ấy liên hệ bên mình, anh mua lại. Và khi anh mua lại nhá, anh vừa mua lại xong, vừa chuyển cọc cho mình 2.500.000 xong. Thì anh này thì anh mua nhiều hàng nhà mình rồi, anh là thợ. Là thợ thì mình có giá thợ nhá. Mình bán 17.500.000, mình nói rất là chuẩn luôn. Mình bán 17.500.000, anh chuyển cọc 2.500.000. Anh vừa chuyển cọc xong thì lại có một người anh khác đến nhà mình, anh mua con đấy. Nhưng mình nói là mình bán rồi nhá. Và anh ấy bảo rằng là bảo anh bán lại. Anh ấy chấp nhận trả thêm 500.000. Thế sau khi đó mình đàm phán anh ấy không bán. Sau đó anh ấy chấp nhận trả thêm 800.000. Tức là gì? Tức là vẫn mua với giá 17.800.000 và cộng thêm 500.000 cho anh kia. Anh kia vẫn không bán nhá. Đấy. Và em biết không, nếu như anh là người nướt khươn, anh là người bán hàng nướt khươn nhá, anh sẽ liên lạc với anh cọc cho mình 2.500.000 này. Anh bảo rằng là anh ơi thông cảm, cái con máy đấy là mất trộm mất cắp chẳng hạn, ví dụ như công an đến đòi lại hoặc người nhà đến bắt đòi lại, em xin lỗi em gửi lại tiền cọc. Anh ấy buộc phải chấp nhận. Anh này anh mua hàng nhà mình nhiều lắm, kiểu gì anh xem clip này đúng không? Nhưng mình không làm thế. Mình không làm thế bởi vì thật sự mình có làm thế mình được thêm 800.000, mình cũng không giàu. Mà mình làm như thế nó thành quen, tự dưng mình thành con người mất chất nhá. Chứ còn giá mình bán đảm bảo cực kỳ hợp lý, chứ không ảo giá. Bạn mới là người ảo nhá. Anh mà xem được cái clip này mà chính anh comment là chính anh là người mua con máy đây rồi, rất mong anh comment tiếp trong cái clip này của em nhá. Tiếp theo mình trả lời bạn Khoa Sơn. Máy lốc là sao vậy mọi người? Hỏi luôn mình này, thì gì hỏi mọi người. Mình sẽ giải thích sơ qua và dễ hiểu này nhá. Máy lốc là một con máy iPhone bình thường,
chức năng bình thường. Chỉ có một cái nó hạn chế về cái sim các bạn lắp vào. Đơn giản ví dụ như Việt Nam mình có nhà mạng Viettel, người ta đặt Apple sản xuất, chỉ sim Viettel dùng được thôi. Lắp sim Vina Mobi sẽ không dùng được. Thì giá thành nó giảm hơn, rẻ hơn một chút xíu. Và nhà mạng Viettel ấy, người ta bán cho người, những cái người mua thuê bao ấy, ví dụ cam kết là dùng khoảng 5 năm, người sẽ tặng con 13 Pro Max này. Anh phải cam kết dùng trong vòng 5 năm và mỗi tháng anh phải dùng 100.000 hay 200.000, mình lấy ví dụ nhá. Đấy, thì sau vòng 5 năm đấy con máy này thuộc về anh. Và trong khi đó thì khi các bạn mua về, sau đó các bạn đem bán chui ra ngoài để các bạn lấy tiền tiêu, kiểu như người Việt Nam mua trả góp ấy, thì nó là con máy lốc, lắp sim khác sẽ không, mạng khác vào sẽ không dùng được, buộc phải dùng qua cái sim ghép của các pháp sư Trung Quốc để lắp sim các nhà mạng khác dùng được. Đấy, gọi là pháp sư đấy. Thế cho nên nó có giá thành rẻ hơn, nhưng mà chức năng thì trừ cái sim đấy ra nó như nhau hết, không khác một tí gì nhá. Và đây cũng là gợi ý cho các nhà mạng của bên Việt Nam mình ý, áp dụng cách này được. Ví dụ như các cái nhà mạng mà bán sim chậm ấy, áp dụng cái này hay đấy nhá. Việt Nam mình là chưa có máy lốc. Ok, tiếp theo là bạn gì đấy, bạn T6 này, tiền ít mà đòi hít N cao thơm, tầm giá này chắc máy sửa hay thay nhiều rồi. Thì bạn ấy trả lời của cái comment mà cái video vừa hôm trước mình đăng này, thanh lý XR 4 triệu, 11 5 triệu 9, iPhone 12 8 triệu 2, iPhone 13 Pro Max. Đấy, thì bạn ấy thấy chắc là thấy cái dòng này bạn bảo là máy sửa nhiều rồi. Thì bạn nói thật, bạn trả lời nó hơi nhanh, hơi vội. Bạn phải vào xem vì sao nó rẻ như vậy, xem cửa hàng vì sao nó lại người ta lại bán giá rẻ như vậy. Vì nó là máy lốc nên phải dùng sim ghép nên là nó rẻ thôi bạn nhá. Chứ không phải là máy sửa, máy mình bao zin, có những con cực đẹp. Máy quốc tế, máy bạn đang dùng ý, không đẹp được bằng đâu nhá. Một là như thế, thứ hai mình nói thật bạn này, lời nói chẳng mất tiền mua. Comment này bạn nói bậy này làm gì. Mồm mình phải để cái thơm cái to vào, và mồm đừng để các cái đấy nhá. Ok bạn à, TS6 nhá. Tiếp theo bạn là Huy Hùng hỏi rằng là XS Max Zin nguyên bản giá bao nhiêu vậy shop? XS Max Zin nguyên bản giá dao động 8 triệu. Ví dụ tùy từng màu sắc như hình thức, ví dụ bên mình màu đen, pin 8X đẹp thì chỉ có giá 7.8 triệu. Màu gold là 8 triệu. Nhưng nếu pin cao, pin 9X thì nó sẽ đắt hơn khoảng 300.000 đến 500.000 một cây. Nhưng mà tùy, đây là máy zin nhá. Mình trả lời máy zin đấy. Ok. Tiếp theo bạn Ngọc Hà nói nhầm nhiều quá. Thì nó thật, kể cả mình quay video như này hay là mình quay bán điện thoại, mình cũng không hề có kịch bản. Mình nói đến đâu thì mình biết đến đấy. Và máy bên mình nó rất là nhiều, rất là phong phú và đa dạng. Thật sự mọi người hết sức thông cảm cho mình. Nói nhầm là chuyện đương nhiên luôn. Đương nhiên luôn, không nói nhầm mới là lạ nhá. Và kể cả quay video này, mình quay một phát ăn ngay mà rất là thực tế luôn. Chẳng có gì nó màu mè hay là đấy cả nhá. Ok, hết rồi. Hết rồi các bạn. Hôm nay mình trả lời hơi nhiều comment. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến hàng hóa bên mình. Các bạn nào có cái câu hỏi gì thắc mắc, các bạn cứ comment để lại. Comment mình sẽ cố gắng trả lời các comment của bạn. Nhưng mình mong rằng các bạn hãy comment lịch sự nhá. Lịch sự, mình trả lời các bạn lịch sự. Mình thô và thật nhá. Ok, và các bạn xem nhớ ấn nút đăng ký màu đỏ bên tay phải màn hình của các bạn và bật chuông lên thì mình ra video các bạn sẽ biết nhá. Và các bạn nhớ rằng là bên mình bán hàng có thế nào bạn thế nhá. Ship code toàn quốc, mua hàng được kiểm tra. Ưng thì lấy, không ưng thì các bạn hoàn về. Chim ưng thì lấy, không chim ưng thì các bạn cho chim cút. Đấy. Mua hàng các bạn nhớ nhắn tin qua Zalo 0566889 con 4 anh em nhá.